đã đặt làm hai sợi dây chuyền để cầu phúc cho các con. Đứa nhỏ nó không thở nữa. Bác giúp con một chuyện được không? Chị tha lỗi cho tôi nha phu nhân. Đây là dây chuyền mà cha chuẩn bị cho con. Con sẽ là hậu duệ của Quý Đun Quân đi lộ triết rồi. Trong lúc ta không có ở đây thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Sự thật là gì hả? Cầm số tiền này đi kiếm người xử lý bà Mom liền đi. Chúng tôi đang tìm một người đàn ông bắt cóc vào em bé rồi bỏ trốn lên thuyền. Rốt cuộc thì thí chủ có nhớ được gì không? Sao con không nhớ được gì hết vậy? Cha con chỉ lo đi tìm người tên Manat với em trai con thôi. Vậy là cha của con chắc trước là thương em trai hơn con rồi, có phải vậy không? Sao cha cứ hay nói kiểu như là con không phải con cha vậy? Mười ba năm không gặp lại con, con thực sự đã trưởng thành rồi. Có chắc là trong nhà không còn ai không? Bây giờ là lúc vì Ma Ly đi chợ rồi. Bây giờ đã tới lúc con phải biết sự thật rồi. Sợi dây này là tài sản duy nhất ở trên người của con đó. Ma Ly ơi, hãy phù hộ cho con của con nghe. Chú có biết chút gì về mình không chú? Biết đâu con có thể giúp chú. Chú có một tấm hình do chú tự vẽ ra. Ủa, đồ mất tiêu rồi. Nè, mày làm cái gì với người già vậy hả? Con thấy hay là mình hãy nhận anh ấy vào trong điện làm việc đi mẹ. Chiếc khăn này có vẻ là đồ quý giá. Anh nghĩ không phải của hắn đâu. Hắn đã lấy cắp của khách dự tiệc thì đúng hơn đó. Cậu ấy không ăn trộm của ai hết. Cha là người đã cho cậu ấy. Tôi muốn nhờ cô giúp tôi điều tra vết thương của hắn. Nếu cô giúp tôi cũng sẽ giúp cô.